Thế nhưng mẹ con cháu biết được, bèn lìa lừa tắm đi chăm trâu ở tiếp một đồng xa để tranh thủ lúc mà tắm vắng nhà bắt con cá bóng ấy. Và thế là vở kịch bắt đầu. Bạn ơi mấy bạn, các bạn làm nhớ con hồng chú mà để con ăn tông mà lần nước hôm nay.
Thank you.